Huy 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 Huy. Có này. Hồi nãy em có coi cái trận đánh đồ mình nè. Đấy cái này giờ. Thôi đừng kia. Để con cái thái vậy. Tiến gì rồi được đâu cũng dài không lòng.
hết sức rồi. Má ngày ngày cầm sáng. Người ta đánh mệt, người ta càng thả lỏng em mệt, em gồng gồng sao á. Oh!
lấy vô kìa. Chưa không chưa. Được mà.
thì cái câu tên bạn hả? Thank you.
Dạ, vô thiệt rồi. Bỏ nhỏ nó không có mệt. Dạ, em muốn tập cách đẩy lớn lại. Má thấy con Hoàng đẩy đã quá. Má đẩy gì mấy mồ sao mà má đập phê luôn. Quan trọng là nó đón nhưng mà nó nhanh. Nó tập nhiều nữa. Má thấy mấy trái đầu đụng nước rớt, đụng nước rớt không? Ờ. Đúng á. Nó đều kỹ nhưng nó đón mà nó nhanh nữa. Má cũng trái đi bụng bụng nó có gì đó. Giống như em đang đánh mà có đứa đứng lưới nó tốt quá em chỉ đứng đằng sau thôi. Nhưng em chỉ là quốc thôi. Xả hoặc là em điều cầu thôi nó khỏe lắm. Quá mà điều cho thằng trước bị đập là thấy mạnh không? Khó lắm. Tại vì á nó chơi tốt á thằng kia là nó đưa cầu thuận lợi cho thằng sau nó dễ lắm. Đừng ép cầu bên kia nó phải là một chỉ là chọn là buông cao xong rồi. Đúng rồi. Là thằng này á là kia là nó đang trong tư thế thuận lợi là nó chuẩn bị nữa. Còn nó không phải là dạng như cầu mà nó phải chạy qua chạy lại. Má cái nào cũng được rồi. Tháng sau là đỡ thêm. Không nó hứng hứng nó qua tập thôi. Cả nó mới vô tập à, bảy tháng mới vô. Không gì đâu. Không biết là nó có để lên Đức xử, để lên Đức quản lý cái này cho mình Đức làm hết đi, mình khỏi kiếm ra tập 3-4 rồi cũng được. Nhưng mà em tập quen đi nữa mấy bài tập nhanh nhanh nó mới tập được, mấy cái chậm chậm này em phải quen tới lúc mà cái em phải đã lại đi à. Mấy cái đó là anh nghe như tại cái thùng vậy á. Đúng rồi, em phải đã lỏng. Bình thường em đánh không có đã lỏng luôn á. Dạ, em gồng cái mấy em gồng nhẹ là xuống trên về xuống. Nên á, mấy cháu Phong á, người ta đang để làm đẹp sao á là Phong nó càng thoải mái. Tại vì em mệt em phải thả lỏng. Cái tay em thả lỏng, có thể nó chậm như nó yếu đi. Thả lỏng, còn đương nhiên em càng về cuối. Càng mệt em càng gồng, nó càng đi. Ồ, để mấy cái cuối đập hoàn hợp á. Ừ, nó cuối rồi. Bởi vì là đánh tập tới nỗi mà tới lúc mà nó mệt á, tới lúc mà em đánh kéo được cái bóng còn nhiều lần như vậy tự nhiên em đánh được luôn. Em đánh lắm rồi đó. Rồi mới tay em nhấc cái nhận nổi. Nhưng mà tới lúc mà em mệt nhiều lần như vậy á, mà nó phải đánh không quen, em không nhớ được cái đó. Để em bình tĩnh uống thả lỏng luôn. Nhưng mà em phải mệt nhiều lần như vậy đó. Đúng rồi, vậy cũng như vậy đó, em phải mệt nhiều lần để em nhớ. Nhưng mà bây giờ bữa nay ép nữa qua bên dưới nổi á. Sáng nãy một tuần hai tuần hai tuần thì em mới cảm nhận được giống như trước em cảm nhận như bữa trang cảm nhận không biết rồi. Còn đương nhiên không bác sĩ cứ tình sao thì chết rồi. Nhưng mà tập thấy ghét kìa, lúc mà mệt em phải ghét kém nhiều nhưng mà lúc đó nó nhớ cái cảm giác vẫn tốt. Đó nãy là lúc mà bán máy giày rồi. Má thủ bung lưng bỏ lại chứ bộ. Muốn tính vô tập cái này thầy có một cái vào bụng luôn. Được rồi, chuẩn bị.